Alo 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 123. À, đây là cái clip hướng dẫn để mà crop video bằng phần mềm Premiere nhé. Vì bình thường thì các clip của chúng ta sẽ ở kích thước tiêu chuẩn là 720 h tỷ lệ 16:9, 720 HD hoặc là 1080. Nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ muốn có những clip dạng vuông hoặc là những clip dạng dọc đứng theo điện thoại, trong khi đấy clip gốc của nó thì không ở định dạng như vậy, thì chúng ta sẽ cần phải crop lại. Tuy nhiên là có một sự khác biệt là giả sử như kiểu ở trong Photoshop thì chúng ta đưa vào xong rồi chúng ta dùng công cụ crop riêng của nó đúng không? Xong co kéo các thứ này. Nhưng mà ở trong Premiere thì nó sẽ không làm được như vậy. Vì thế là chúng ta sẽ cần phải xác định cái kích thước mình mong muốn crop ngay từ thời điểm mình tạo sequence. À, bước đầu tiên khi mà bắt đầu đưa clip vào làm việc thì chúng ta sẽ tạo sequence đúng không? New này. New item sequence đó. Và ở tại đây thì có preset của sequence là chúng ta thường có những cái mặc định sẵn, và thường thường ở đây chủ yếu đa phần toàn là cỡ 16:9, ví dụ 720 HD hoặc 1080 HD, Full HD chẳng hạn đấy. Nếu mà chúng ta mặc định chọn như thế này thì đó, chúng ta sẽ có cái giao diện để bắt đầu làm việc, timeline riêng của nó. Nhưng mà bây giờ chúng ta mong muốn ngay từ đầu là chúng ta muốn làm clip vuông thôi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không làm theo cái cách như thế này. Chúng ta sẽ tạo sequence bằng cách new sequence, và chúng ta sẽ chuyển qua setting để mà custom lại một chút. Tại mục setting này thì chúng ta sẽ ở đâu nhỉ, chuyển xuống đây edit mode này, chúng ta sẽ chuyển lại, kéo lên phía trên và chỉnh lại cái custom của nó. Và tại đây chúng ta có thể thay đổi, chỉnh sửa lại cái size của video. Ví dụ như kiểu ở đây tôi sẽ muốn làm một clip 720 720 chẳng hạn, thì ấy 720, ở đây chúng ta cũng sẽ là 720. Ok, và bây giờ thì chúng ta đã thấy ngay lập tức này, cái giao diện của nó ở tại cái khu vực này đã trở thành hình vuông. Vậy là nếu mà tạo video chúng ta sẽ xuất ra được video dạng vuông. Bây giờ chúng ta sẽ đưa một cái file vào thử xem nhé. Mình đang có một file sẵn ở đây. Và khi chúng ta import vào thì làm sao ạ? Khi mà chúng ta kéo kéo cái file này từ cái mục project này chuyển sang cái timeline của nó, thì nó sẽ hỏi này, hỏi hỏi là chúng ta có muốn thay đổi cái sequence setting này không? Tức là nếu mà chúng ta bấm vào trên thay đổi này này, tức là cái này nó sẽ không ở lại cái dạng vuông như chúng ta thiết lập ban đầu nữa, tại vì nó sẽ chuyển đổi lại cái dạng của cái clip này. Và clip này thì lúc đầu được thiết đặt là 720 HD. Nhưng mà chúng ta mong muốn giữ lại ở dạng vuông nên là chúng ta sẽ không không thay đổi, là chúng ta bỏ qua cái này, bỏ qua cái việc setting. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đã chuyển lại hình vuông, tức là điều đấy đồng nghĩa với việc là cái clip này nó đã được cắt, nhưng mà bản chất là cái clip này bị xén bớt, tại vì kích thước ban đầu của nó là đây này. À, cái này không phải là 720 HD đâu, mà đây là 1080. Là nó to hơn rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thiết đặt cái kích thước của nó lại là hình vuông, nhỏ hơn rất là nhiều. Vì vậy chúng ta sẽ phải vào co kéo để mà đạt được cái kích thước mình mong muốn thôi. Việc co kéo thì đơn giản đúng không? Chúng ta tích vào cái phần làm việc, sau đấy chuyển sang Effect Control. Và tại đây chúng ta sẽ co kéo bằng Scale, bằng position để mà dịch qua dịch lại đó. Và nếu mà khi mà đạt được cái sản phẩm mong muốn ấy, cái kích thước của cái hình mong muốn ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện xuất file thôi, và chúng ta sẽ có một clip định dạng vuông. Với định dạng dọc thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng thiết đặt cái sequence này custom lại, và kích thước của nó chúng ta đảo lại, chẳng hạn là nếu mà nó ngang thì là 1080 720 đúng không? Còn nếu mà nó thẳng dạng dọc thì đảo ngược lại là 720 1080. Ok, vậy là chúng ta xuất file thì chúng ta sẽ có ngay clip ở dạng vuông. Xuất luôn để cho nhìn cho rõ nhé. Đấy, cái làm test là nó sẽ ngắn thôi. Đấy, như vậy thì clip của chúng ta đã định dạng vuông theo cái kích thước của chúng ban đầu. Nếu làm dạng dọc thì cũng chỉ thay đổi lại thông số thôi. Ok, vậy là clip kết thúc tại đây nhé. Chúc các bạn thành công.